Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay anh em chúng tôi là song kiếm hợp bích để di chuyển một cái cây cổ thụ mọi người ạ. Nói chung là công việc rất là vất vả, dùng 2MDX để tha lâng cây cổ thụ này về nơi cần đến mọi người ạ. Đây là một ông chủ rất là đại gia mọi người ạ. Anh em chúng tôi dùng hai con máy xúc này để cẩu di rời cây cảnh. Đây là một đại gia. Đúng ra như tôi thì tôi sẽ gọi cổng tự hành 20 tấn lên, cổng lên và trồng luôn. Nhưng đây đại gia cuốn hai con máy xúc này di rời đi mọi người ạ. Hai con máy cẩu cây mọi người có thấy hay không, thấy lạ không? Mọi người nhìn thấy hay, thấy lạ, thích thú thì hãy để lại một like, một đăng ký nhé mọi người nhé, để ủng hộ cho tôi nhé. Ôi trời ơi, nặng nhở. 6-7 tấn lắm mọi người. Để vào cái cua này cái máy đi sau rồi nhấc hết cả bánh lên mọi người. Đúng ra là phải quay đường ven, con máy đi sau phải quay đường ven đi trước để cho cái cày cứng vào cái trồng trành, cái thăng bằng ấy là nó ổn định hơn. Thì cái bánh đi dẫn hướng người đi trước thì nó có cái trồng trành hay là cái cày cứng. Đây là cái gì hả anh? Đi bên trước thì nó là cái thăng bằng thôi. Đi bên trước là cẩu nó dễ hơn. Cái bánh trước là có cái cày cứng ấy, nó thụt thò này, nó nặng như thế nào thì nó sẽ ghi hết cái tầm độ nó lên xuống thì nó sẽ nhấc bánh lên mọi người. Cây này thì rất là to, những cái bầu rất là to, nó nặng nhiều mọi người ạ. Con máy đi sau ấy nó nặng tải nhất, nó đỡ hết cả cái trọng lượng của cái cây nhiều ấy. Nó vào chỗ cua với hình nghiêng cái là nó toàn nghếch cho đái rồi các bác ạ. Đấy, các bác thấy hai con nó di rời cây có thấy độc và lạ không? Nếu mà độc và lạ thì mọi người hãy cho tôi xin một like, một chia sẻ nhé, để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế là hai em MDX này đã di rời được cái cây này về gần đến nhà rồi mọi người ạ. Đúng là chưa bao giờ nhìn thấy cảnh hai con máy xúc này đi cổng cây kiểu này mọi người. Nếu mà như tôi là chủ cây này thì cháo hết rồi. Tôi bày vẽ cho hai máy xúc này nó cổng, nó di rời cây này nó vừa vất vả vừa mất an toàn giao thông. Mọi người vào xem thấy thích thì hãy để lại cho tôi một like, một chia sẻ nhé, và nhớ đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng chuông nhé, chọn tất cả để ủng hộ cho tôi nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nhé.